bán trên mạng là trò lừa đảo. Gần đây, các sản phẩm lạ gắn mác có thể giúp người dùng tiết kiệm điện xuất hiện nhiều trên thị trường. Chúng có tên là Electricity Saving Box, được giao bán với giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Electricity Saving Box có hình dạng như một chiếc ổn đáp nhỏ hai ổ cắm đa năng. Theo quảng cáo, khách hàng chỉ cần cắm thiết bị này vào ổ cắm điện sẽ khiến đồng hồ chạy chậm lại. Bên cạnh đó, sản phẩm có thể dễ dàng ngụy trang, lấy khỏi ổ cắm khi có kiểm tra hay nhân viên điện lực đến xem hàng tháng. Theo thông tin từ người bán, thiết bị này được tích hợp mạch điện tử và tụ bù, giúp giảm hệ số công suất tiêu thụ điện. Từ đó, nó có thể giảm bức xạ điện tử vô ích phát ra, không làm thay đổi điện áp của điện lưới, tăng tuổi thọ đồ dùng điện. Tuy nhiên, các chuyên gia về điện cho rằng thiết bị này không có tác dụng tiết kiệm điện. Ông Nguyễn Đoàn, thành viên một diễn đàn công nghệ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đã mua Electricity Saving Box về kiểm tra. Sau khi kiểm tra thiết bị, tôi nhận thấy những linh kiện bên trong chỉ có một chức năng là làm sáng hai bóng đèn. Sản phẩm hoàn toàn không có tác dụng tiết kiệm điện người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua những thiết bị tương tự ông đoàn chia sẻ